Chiều qua tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã khai mạc giải vô Việt Nam các câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020. Giải diễn ra từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 7, quy tụ 300 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ vô Việt Nam mạnh trong toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 28 nội dung, gồm có 8 nội dung quyền và 20 nội dung thi đấu đối kháng. Giải vô Việt Nam các câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 được tổ chức nhằm chào mừng đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời là dịp để các nhà chuyên môn tuyển chọn vận động viên bổ sung cho các tuyến của đội tuyển vô Việt Nam tỉnh.